Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm, đó là sao card V8S+. Đây là cái phiên bản mới nhất so với các cái phiên bản V8 trước đây nhé các bạn nhé. Trước đây thì các bạn có thể thấy là trên tay mình đang sử dụng cầm một cái V8 này so với cái V8S+ thì nó nhỏ hơn, bởi vì là các cái nút ở phía trên này V8S+ nó có nhiều chức năng hơn nhé các bạn nhé. Video lần trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn cái phiên bản đó là V8 và V8S. Hiện tại đang sử dụng cái V8S+ này các bạn này. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách sử dụng ở trên này. Hai cái nút to ở đây, một nút ở phía bên tay trái, đây là mic. Khi mà mình cảm giác mic nó to thì mình sẽ vặn cái này nhỏ lại, bởi vì ở đây nó có một cái G nhé các bạn nhé. Phía bên này cái reverb. Reverb thì khi mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta giảm cái này xuống. Và khi mà hát thì chúng ta cho cái reverb này to lên một chút nhé các bạn nhé. Tầm khoảng 3 giờ. Bình thường mình sẽ hát để tầm khoảng 3 giờ. Bốn cái nút này, đây là cái nút của bass của mic này, chat của mic này, đây là cái record thì khi mà chúng ta livestream ở ngoài ấy, thì chúng ta có thể vặn cái nút này nó to lên nhé các bạn. Còn cái monitor này tổng của lấy nhạc và cái đầu vào của mic nhé các bạn nhé. Ở trên các cái dòng nút đỏ này, hiện tại thì mình đang để cái chế độ của KTV. KTV là khi nào chúng ta để hát thì chúng ta bật KTV này nhé. C major. Còn chế độ auto tune. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời. Đây là chế độ auto-tune. Original sound mode, KTV mode. KTV thì khi nào chúng ta hát thì chúng ta bật cái KTV này lên nhé các bạn nhé. Còn ở dưới mấy cái nút đen này, tất cả các cái hiệu ứng. Rất là hay. Còn phía sau này, hai cái nút đầu tiên, đây là dây livestream. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái dây livestream, một đầu cắm vào sao card và một đầu đang cắm vào điện thoại nhé. Cái amp company tức là để lấy nhạc. Lấy nhạc thì có một cái dây lấy nhạc ở đây nhé các bạn nhé. Tuy nhiên là mình sử dụng cái Bluetooth. Khi mà chúng ta bắt Bluetooth ở trên điện thoại lấy nhạc thì nó có tên là V8S. Và một lỗ nữa là charging. Charging là để khi mà chúng ta sạc, sạc thì cùng có một cái dây đi cùng như này để chúng ta có thể sạc cắm vào củ sạc nhé các bạn. Khi mà các bạn lấy nhạc mà ở trên máy tính thì chúng ta sử dụng cái computer này nhé các bạn. Hiện tại thì mình đang sử dụng cái tai nghe thì chúng ta cắm vào headphone. Còn cái mic thì mic đang sử dụng cái mic 5V thì chúng ta đang sử dụng cái mic nhỏ thì chúng ta cắm vào đây. Nếu các bạn sử dụng mic karaoke ở nhà chúng ta cắm lỗ mic 6 ly nhé các bạn. Cũng hát được karaoke bình thường. Tức là cái V8S+ này chúng ta có thể hát livestream hoặc là chúng ta làm cục đẩy để hát ra các cái loa kéo hoặc là qua âm ly thì chất lượng nó rất là hay nhé các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang kết nối bằng Bluetooth ở trên điện thoại, nó có tên là V8S. Đây, hiện tại thì mình đã kết nối nhé các bạn. V8S này, Bluetooth này, V8S mình đã kết nối. Và mình giới thiệu qua một chút, đó là khi các bạn mua thì bên mình có đầy đủ tất cả các cái phụ kiện đi kèm, đó là giá đỡ điện thoại, giá đỡ mic, màng lọc mic, có cả tai nghe và tất cả các cái dây livestream nhé các bạn nhé. Và sau đây mình sẽ thử cho các bạn một bài hát ở trên cái bộ sản phẩm V8S+ kèm với cái mic VM900. Lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đấy, mình vừa thử cho các bạn trên cái bộ sản phẩm Hotline phiên bản mới nhất, đó là V8S+. Các bạn quan tâm thì liên hệ với số điện thoại 0981 622 291. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.